thân máy này, hai chị hai rẻ xanh lau ướt và hai cái rẻ trắng lau khô nha. Có một sạc USB, sạc cổng USB ạ. Một điều khiển nhá. Điều khiển còn có cái chắn pin ở đây các bạn phải rút ra để sử dụng nhá. Đây, giấy hướng dẫn sử dụng, giấy hướng dẫn của robot này. Có hình ảnh rất là chi tiết sắc nét nha. Đây, giấy hướng dẫn sử dụng của cái điều khiển này. Và cái này là hướng dẫn của cái chậu giặt. Đây, mình sẽ nhấc lên này. Robot này. Nhấc cái tay cầm lên thì chúng ta sẽ thấy cái chỗ sạc đây nha. Thân robot thì gồm có nút công tắc tắt mở này và nút này để giặt và vắt khô khăn nhá. Đây là cái phần chậu giặt. Phần chậu giặt thì gồm có cái khay nhựa này để vắt và làm sạch. Thì chúng ta khi mà sử dụng thì chúng ta sẽ cho nước vào cái chậu này nhá. Để nước để không quá cái vạch, không quá vạch này nhá. Sau đó thì đặt cái khay nhựa lên. Đúng, đặt khay nhựa lên và đặt robot lên thôi. Chúng ta sẽ để cái bánh xe này vào giữa cái khay này nhá. Đó, đặt robot lên. Và để robot hoạt động thì chúng ta sẽ đặt để không để cái tay xách lên như thế này nhá. Chúng ta sẽ gập xuống để nó đỡ va chạm hỏng nhá. Và sau đó thì ấn nút nguồn này. Ấn hai lần. Đó. Robot đang lau đi ạ, chế độ lau. Còn để tắt thì chúng ta cũng sẽ khi mà giặt ít thì chúng ta sẽ ấn cái nút bên này nhá. Giặt khăn. Đó, nó sẽ vắt như thế này. Nước sạch nó sẽ làm sạch cái khăn. Sau khi đã giặt xong nhá, chúng ta sẽ tắt đi này. Đó, ấn một lần để tắt này. Sau đó thì chúng ta sẽ đổ nước ở trong cái chậu này đi và làm tiếp. Ấn tiếp để vắt. Được. Giờ mình sẽ ấn nhá. Cái điều khiển của nó là có tắt mở chế độ 1, chế độ 2 và chế độ 3. Chế độ 1 là hẹn giờ chạy trong 15 phút, chế độ 2 là hẹn giờ chạy trong 30 phút và chế độ 3 là hẹn giờ chạy trong 45 phút nhá. Cái nút SOS này là khi mà chúng ta muốn dừng robot lại thì chúng ta ấn một lần thì nó sẽ kêu robot sẽ kêu bíp một cái và chế độ hẹn giờ sẽ được tắt ạ. Đây mình sẽ ấn nhá. Đó. Ấn on để robot chạy này. Tắt này. Ấn robot chạy, hẹn giờ. Đây là 15 phút. Hẹn giờ chế độ 2 là 30 phút và hẹn giờ chế độ 3 là 45 phút nha. Đây mình sẽ ấn SOS cho các bạn xem. Đó.